Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Shop. Tiếp theo là sẽ chỉ rõ những tính năng của các nút ở trên cái app này. Thì ở trên cái app các bạn nhìn nó có một cái giấy, cái tích tự và hai bên nó có hai chữ bút nè, bút qua trái, bút qua phải. Mình bút qua trái, bút qua phải thì ở đây nó sẽ sổ ra những cái mục để cài đặt, đặt OK để mình cài đặt những thông số cần thiết theo nhu cầu dùng. Thì là ứng dụng của bạn. Và đây là điều khiển này là để mình chọn tăng giảm âm hoặc là chấm điểm, chức năng chấm điểm. Nó mà mình có thể là xuất hình các bạn hát mình đang hát qua điện thoại máy tính bảng mà không cần dùng đến wifi hoặc là tv. Các bạn thấy nó sẽ là bộ tv luôn. Đó là tính năng phát hình qua điện thoại hoặc máy tính bảng. Rồi cái điều khiển này có là tâm năng nữ là tùy theo bài. Mình chọn tâm năng nữ. Mình có thể là có tiếng ca sĩ này. Đối với cái những bài mà nó thiện sáng này cho ca sĩ á, thì bạn bấm là nó có tiếng ca sĩ được. Còn những bài này nó nhạc TV nó không có tiếng ca sĩ. Ở đây là nút qua bài. Ở đây mình chọn qua bài tiếp theo. Hoặc là tạm dừng để anh chị hát hát lại từ đầu. Ở đây là nút tăng giảm âm lượng volume. Tăng mình tăng giảm âm lượng theo cái thích của mọi người. Hoặc là mình nghe gì nó vừa đủ thế nào đó. Rồi trong cái những cái nút ở trái thì nó có câu chào nè. Câu chào này á mình đặt mật khẩu mặc định là 1234 hoặc là 168 có hàng khẩu là 168 để mình cài đặt. Câu chào đây là mình chào như là karaoke hoặc là karaoke gì đó hoặc là bạn nào đây chúc mừng các bạn đến như nào đó theo cái chúng ta cần nhập. Đó thì mình bấm mình bấm câu chào thôi. Rồi mình thay đổi thì khi mà bác sĩ xuất trên TV trong cái đợi nó sẽ chạy những cái câu chào bạn chọn. Rồi tới cái một trái nữa thì có nhiều cái nhỏ là bài hát. Bài hát đây là nó sẽ hiện có số lượng bao nhiêu bài hát trong cái hệ mình. Đây là 1.200 bài hát. Mình có thể bấm tìm bài hát để mình chọn. Đó, mình chọn cái tên bài hát. Hoặc là mình chọn cái tên ca sĩ. Ở đây có nhiều danh sách ca sĩ nè, bạn chọn ca sĩ mà thích. Hoặc là cái âm nhạc. Có thể là nhạc nó có nhạc release ra, nhạc xưa rồi cái nhạc mới chọn cái sự của mình. Và đây là ngôn ngữ thì nó hỗ trợ cho mình ba ngôn ngữ chính là Việt, Anh và Hoa. Mình chọn vào đây để mà nó khi mà tìm kiếm bài hát nó sẽ hiện những bài hát Anh, Việt, Hoa mình cần tìm. Cái đó là remix, nãy có đề cập thì remix đây là 1.300 bài hát. Hoặc là các mới gì đó, các mới là những bài mới hàng mới làm ra. Và đó là sử dụng cái nút ở phải. Nút phải này nó giống như cái phần này là ứng dụng. Đó là sẽ hiện ra cái bài điều khiển, bao gồm là file điện thoại hoặc là bản nhạc, phần điện. Chúng ta chạm đến đây cũng vậy, cũng sẽ vào một điểm này. Thì đó là sử dụng cái bài chọn bài. Thì mình chọn bài là sẽ được 1, 2, 3 đi. Thì đó, bạn có một bài sẽ nhớ trong cái hàng này. Trong đây thì hàng như mình thích cái bài trong 100 em muốn cho nó lên đầu tiên. Thì là nhấn giữ cái này, nó sẽ hiện ra rất là mình có thể xóa bài hoặc là mình chọn ưu tiên và bấm nhấn một cái thích hoặc là mình xem lời hay thì theo bài nó có cái lời hay không nó hiện ra. Subscribe video, chọn thiết bị camera, hát hay, giá